Đi không? Được bao nhiêu tiền nữa? Đủ đi Sài Gòn chưa? Còn muốn khoác thì biết đó. Hả? Giờ gọi xe vô cho nó đón đi Sài Gòn nha. Nãy kêu khoác cái đón hồi chụp hình đó. Đừng, sao? Cái đón chụp hình cái xe đó. À, bây giờ ông gọi xe vô cho con đi nha. Dạ. Một mình đi được không? Đi được phải không? Dạ, để giờ gọi xe nha. Đi lấy xe buýt đi. À, đón xe buýt đi ạ. Bao nhiêu tiền rồi? 100. Bao nhiêu đó? 100 ngàn hả? Vô gọi hỏi bà ngoại tôi đúng 100 ngàn chưa? 100 ngàn sao đủ đi Sài Gòn trời. Rồi đi đường có gì ăn không? Hả? Thôi chờ đi vô để đồ đó. Chờ đi rồi. Ông gọi xe ráp vô cho rồi mang ba lô lên. Không có dép luôn hả? À? Phải đi bộ mẹ nó lên Sài Gòn mua dép luôn. Để lấy dép. Đi qua lấy dép khác. Qua đầu lấy dép. Ừ. Thôi cắt đồ đi chờ bao giờ. Có cái dép, có cái dép. Cắt đồ đi rồi bao giờ xe ráp nó vô rồi đây nha. Một cái à. Nãy có đâu có cái dép màu đó. À, con Dục đâu rồi chứ ai? Ngọc Dục hả? Dục của con luôn. À. Dục của con đâu mất luôn. Không còn thầm ấy thì Ngọc có Dục dép của anh Binh không? Có. Có Ngọc đó. Để đưa dép cho anh Binh đi Sài Gòn.